Đây là chương trình trồng nước chống xói mòn cho Bồ Tát Tỉnh Ngọc nha, ủng hộ phóng sanh cá biển nên con trồng cho ngài luôn. Rồi, giới thiệu với mọi người, đây là hồ bơi của con, hồ bơi Tràng Tiên Cá. Và đây là một cái hồ bơi, trong đây nó có một cây rước siêu to khổng lồ. Đây là hồ bơi đẹp nhất thế giới nha, hồ bơi của con đẹp nhất thế giới. Đây, ai muốn học bơi tiên cá đến đây ở, 1.000 đô một chương trình. Dễ gì, ở Việt Nam mà đâu phải như Mỹ đâu. Dạ, đây là cái hồ bơi của con nè. Đó, hồ bơi này chỉ có con với rái cá với chó bơi à. Rồi con tiếp tục trồng ở đây 300 cây đước. Nó kêu con cất con cá này cho nó đi. Ok, nó chưa có đói bụng, nó khôn ghê không. Đước nhìn vậy chứ nó lên mầm lâu lắm. Thôi con xuống đây con trồng nhau. Rồi, thôi con cho mọi người coi trước rồi con đi trồng đây.